Chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, dẫn đầu đoàn công tác thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đến thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị, gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Giáp Thìn năm 2024. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Trước thêm năm mới, đồng chí mong muốn các cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, củng cố xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Dịp này, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ.